Rồi bây giờ chúng ta sẽ à, làm đề thi chuyên anh các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ làm đề thi à, chính thức tuyển sinh vào lớp 10 à, trung học phổ thông chuyên năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai các bạn nha. Rồi à, tỉnh Lào Cai. Rồi thầy chào Bo nha. Rồi thầy chào Bo. Rồi thì chúng ta sẽ ngó qua đề thi chút xíu các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua đề thi của chúng ta như thế nào ở đây thì các bạn có phần nghe nè rồi ở đây các bạn có phần nghe các bạn rồi ở đây là nghe theo dạng là True Fonce à, một dạng mà các bạn có thể thấy ở trong PET hoặc là FCE ha rồi đây rồi à, rồi cũng à, dạng PET FCE hoặc là nó cũng tương tự như IELTS các bạn nha mà đây chính là Pre IELTS à, các bạn có thể quan sát thấy từ vựng ha rồi từ vựng thì nó không có à, quá khó ví dụ như tim thì exact nè có nghĩa rằng bao nhiêu tuổi lớn hơn Sam thôi các bạn. Rồi, có nghĩa rằng ở mức độ uh, trung bình các bạn nha. Rồi, không khó lắm. Rồi, các bạn xem phần ngữ pháp của chúng ta nè. Rồi, uh, chúng ta sẽ có 20 câu ngữ pháp các bạn. Rồi, sửa lỗi sai. Uh, word form. Rồi, uh, các bạn điền giới từ nè. Rồi, giới từ chia thì các bạn. Rồi, uh, điền từ đoạn văn đọc hiểu ha. Rồi, thi của chúng ta uh, nhẹ nhàng. Uh, không có đến nỗi uh, quá khó các bạn nha. Rồi so với các tỉnh thành khác thì không đến nỗi uh, quá khó. Rồi lưu ý cho thầy là các bạn có phần viết là một điểm nè, phần nghe hai điểm ha. Mà bạn nào thi ở tỉnh lào cai mà bạn không tập trung phần viết, bạn không tập trung phần nghe là bạn bị bỏ mất 3 điểm rồi nha. Rồi hai phần đó khá là quan trọng các bạn nha. Rồi khá quan trọng. Rồi ở trong cái uh, video này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về ba uh, phần các bạn nha. Rồi phần ngữ pháp các bạn Rồi phần ngữ pháp, phần sửa lỗi sai và phần word form Rồi chúng ta sẽ làm à, 3 buổi ha Rồi sẽ xong cái đề thi này Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn Rồi chúng ta sẽ làm Rồi thầy chào Tom nha Rồi thầy chào Tom Rồi rồi thầy chào Tom Rồi ủa sao thầy thấy à, 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 Tom đang dùng hai nick luôn hả ta Tom dùng hai nick luôn hả Tom rồi, thầy chào Sally Chương nha Rồi, chào tất cả các bạn Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn Rồi, ở câu số à, Ở câu số 1 các bạn Rồi, ở câu số 1 à, Các bạn thấy ha Rồi, ở câu số 1 đây Rồi, thì lúc 10 giờ sáng ngày mai à, Giám đốc Giám đốc kinh doanh các bạn Rồi, hoặc là giám đốc bán hàng Một cái bài thức trình à, Về cái sản phẩm mới nha Rồi, Rồi lưu ý cho thầy nha ở đây các bạn, nếu mà các bạn có cái từ tomorrow là ngày mai á. Rồi, thì các bạn sẽ chọn cái thầy để câu C. Rồi, câu C các bạn. Rồi, câu C. À, hoặc cũng có thể chọn là câu D nha. Rồi, tuy nhiên cái thì tương lai hoàn thành sẽ không phù hợp nha. Rồi, ở trong tương lai mà các bạn có hai cái thời gian. Rồi, hoặc là quá khứ mà các bạn có hai thời gian. Thì các bạn cứ chia cái thì tiếp diễn cái thầy. Tóm lại, cái nào uh, tiếp diễn thì bạn chọn cái thầy nha rồi bạn chọn cái thầy có b chỉ có b tiếp diễn thôi các bạn uh, giống như cái câu các bạn có là yesterday yesterday thì bạn chia quá khứ đơn mà nếu như là uh, lúc 7 giờ 7 o'clock yesterday thì bạn sẽ chia quá khứ đơn tiếp diễn nha bởi vì nó rất là rõ ràng nhớ thầy có hai thời gian khác một thời gian nha rồi các bạn chọn cái thầy câu b rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn rồi, à câu số 2. Thì không William cũng không phải bạn của nó của anh ấy ha. Rồi, ở đây người ta kiểm tra chúng ta các bạn. Ở đây bạn thấy là neither no. Rồi, neither a no b các bạn. Rồi, neither a no b thì chủ ngữ sẽ là sẽ là b nha. Rồi, chủ ngữ sẽ là his his friend các bạn nha. Rồi, his friend. Đây, chủ ngữ sẽ là his friend. Đây. Rồi, vậy là his friend số ít hay số nhiều các bạn Rồi, his friend số x thì cái nào số nhiều các bạn bỏ hết cho thầy nha Rồi, các bạn bỏ hết cho thầy đi Rồi, tóm lại chỉ có thể là A với D thôi Rồi, A với D mà có thể S, the most man. Rồi, chọn D các bạn nha Rồi, câu số 2, à, các bạn chọn D Rồi, thầy chào thầy thị, thị Lâm nha Rồi, à, bạn nào, à, các bạn chọn D cho thầy nha rồi các bạn chọn D cho thầy, à D cho thầy đó, bạn nào mà chọn à, à, câu khác là không đúng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Rồi, chúng ta sẽ qua tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua tiếp theo. Rồi, thầy chào tất cả các bạn nha. Rồi, chào tất cả các bạn. Rồi, câu số 3, nó thì cái gì các bạn? Rồi, nó thì cái gì đó nè. Rồi, để mà suy ngẫm nha. Rồi, để mà suy ngẫm ha. À, chữ này là suy ngẫm các bạn à, cái chân phút các bạn là cái đồ ăn vặt nha Rồi cái đồ ăn vặt à, đã trở nên phổ biến như thế nào rồi à, ghi bình các bạn là căn cứ vào hoặc là dựa trên à, căn cứ vào cái nhà hàng thức ăn nhanh đầu tiên rồi chỉ mở ở chỉ mở cửa ở Mỹ ha rồi à, cách đây chỉ một thế kỷ thôi rồi rồi, ở đây các bạn sẽ chọn chữ gì các bạn? Rồi, ở đây là xy ha. Rồi, xy thì nó là vật các bạn nha. Rồi, nó là vật. Vật thì các chúng ta sẽ sử dụng tính từ. Rồi, câu này à, à, không khó nha. Rồi, câu 3 các bạn chọn thầy là câu A. Rồi, thầy thấy khá nhiều bạn chọn câu A nè. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Nó thì rất là ngạc nhiên để mà suy ngẫm rằng thức ăn vặt trở nên rất là phổ biến. Vì rằng, căn cứ rằng cái nhà hàng fast food đầu tiên, Ờ, chỉ mở cửa ở Mỹ cách đây một thế kỷ thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo thầy nha. Rồi, các bạn sẽ qua câu số 4. Thì Harper đang nói chuyện với anh của cô ấy là Romeo. Rồi, tôi có thể sử dụng cái tablet. Rồi, có nghĩa rằng cái máy tính bảng các bạn. Rồi, cái máy tính bảng ha. Hoặc là cái thiết bị điện tử tương tự như vậy nha. Rồi, một lúc không. Rồi, do welcome à, uh, welcome này chính là người ta cảm ơn các bạn thì chúng ta do welcome nha rồi uh, đó would be great điều đó tuyệt vời uh, vâng i love to nếu mà mời các bạn mời đề nghị đi chơi ha là có c các bạn rồi ở đây các bạn chọn thầy của d nha rồi chắc rồi uh, uh, bạn cứ sử dụng đi rồi chắc rồi bạn cứ sử dụng đi rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5 nha rồi câu số 5 rồi câu số 5 các bạn rồi chúng ta sẽ qua câu số 5 rồi chúng ta sẽ qua số 5 các bạn Đây số 5 đây Rồi tôi có thể vẫn còn à, Ví vịt ly nè à, Sống động các bạn Rồi tôi vẫn có thể nhớ sống động nè à, Cái cách mà để sử dụng máy tính lần đầu tiên Bởi ba của tôi Rồi máy tính lần đầu tiên bởi ba của tôi Thì ở câu số 5 này Các bạn lưu ý cho thầy nha Chọn cái gì thì các bạn chọn Các bạn phải chọn câu bị động nha bạn nào mà chọn chủ động là trật lất tóm lại chủ động là câu C, câu D bỏ đi các bạn. Đây là hai câu chủ động nè, rồi các bạn bỏ đi. Bây giờ chỉ có A với B thôi. Thì cái từ remember này các bạn, rồi ở đây à, nhớ cái việc mà đã xảy ra rồi các bạn, rồi nhớ cái việc mà đã xảy ra rồi. Thì ở trong câu số 5 này, à, các bạn chọn cái thầy câu A nha. Rồi bởi vì được dẫn rồi bây giờ tôi nhớ lại cái việc đó nha, rồi lưu ý với thầy nha, rồi ở đây là be in uh, talk các bạn là nhớ được dạy nha, rồi nhớ được dạy, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo, rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo, uh, nhờ, câu, câu câu số 5 là chọn thầy câu a nha, bạn nào mà chọn uh, câu chủ động là là không đúng đâu, nhớ được dẫn các bạn, uh, được dạy nha, được dạy cách sử dụng máy tính. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo Là câu số 6 nha Tôi tình cờ thấy các bạn Rồi tôi tình cờ thấy nè Rồi ờ, các bạn thấy rằng Bum into Come across Là tình cờ thấy vật Thông thường bum into Là tình cờ thấy người Rồi các bạn có cái từ Osacom nha Rồi các bạn có cái từ Osacom Rồi là cái gì Bạn nào còn nhớ không Rồi chúng ta ôn lại chút xíu các bạn nha rồi OSACOM osa osascom rồi có nghĩa là gì các bạn opinion rồi s là size rồi à, chữ a là age rồi chữ tiếp theo là shape rồi chữ tiếp theo uh, COLOR rồi chữ tiếp theo là origin origin rồi, chữ tiếp theo M Cherry O nha Rồi, ở đây các bạn Các bạn thấy nè Rồi, ờ, uh, ẩn thì cái nào cũng có hết nha Ờ, uh, ẩn thì cái nào cũng có hết Đây, danh từ đây Ở đây, English các bạn English là Origin Đây, English chính là Origin nha Rồi, O các bạn O chính là age. Rồi, đây, O chính là age. Còn Interesting Xấu đẹp rẻ mắt ha Xấu đẹp rẻ mắt chính là Opinion rồi, tóm lại các bạn chọn cái thầy cô B nha. Rồi, tóm lại câu số 6 các bạn chọn thầy câu B. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 7 đây. Rồi, số 7 đây các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 7 nha. Rồi, câu số 7 đây. Rồi, à, câu số 7 các bạn. Đây, nếu bạn không biết cái từ đó nghĩa là gì? cái gì đó trong từ điển này các bạn rồi put it away là bỏ nó đi ha rồi turn on là mở nó lên lúc uh, look it up rồi là tra từ điển các bạn nha rồi take it off là cởi nó ra rồi tóm lại bạn chọn thầy của c mang ý nghĩa là uh, tra từ điển các bạn nha rồi tra từ điển các bạn rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 nha rồi chúng ta sẽ qua câu số 8 đây rồi thì cái việc mà đi ra ngoài các bạn à, đi chơi với bạn bè của chúng nè rồi vào những buổi tối thứ bảy các bạn là cái gì đó nhiều của tuổi tin là cái gì đó me là cái gì đó của nhiều tuổi tin rồi đây các bạn ở trong câu số 8 này các bạn rồi các bạn có cái từ point of view là quan điểm nha rồi quan điểm các bạn rồi các bạn có cái từ cup of tea các bạn và chúng ta thấy người ta hay sử dụng là not be uh, Not be Cup of tea Có nghĩa rằng không phải phong cách của tôi Vậy thì câu B và câu A Các bạn sẽ bỏ đi cho thầy nha Rồi uh, cup of tea uh, Có nghĩa rằng uh, Không phải uh, phong cách nha Rồi Rồi các bạn có cái từ walk of life Các bạn Rồi walk of life Rồi có nghĩa rằng À, các công việc à, xã hội khác nhau. Rồi, à, các bạn xem cho thầy câu C nha, bởi vì thầy thầy nghĩ rằng rất nhiều bạn sẽ nhầm câu C này. Rồi đây, à, các bạn xem nha. Rồi chúng ta có cái từ walk of life. Đây. Thì walk of life trong từ điển người ta định nghĩa các bạn. Rồi khi chúng ta nói về walk of life nè thì chúng ta đang nói tới rất nhiều loại công việc các bạn. Và rất nhiều cái mức độ khác nhau. Ờ à, cái cấp độ khác nhau của xã hội ha. Và ở đây người ta ví dụ như chúng ta nè. Thợ xây, thợ uống tóc, luật sư chính là different walk of life. Rồi các bạn bỏ thầy walk of life các bạn nha. Rồi nó không có hợp nghĩa các bạn. Rồi point of view nó cũng không hợp nghĩa luôn. Rồi đây. Chỉ có thể là B và câu D nha. Rồi chỉ có thể là câu B và câu D. Rồi ở đây. À, chúng ta sẽ xem cái uh, cup of tea và piece of cake rồi ở đây chúng ta sẽ xem cái cup of tea các bạn nhé rồi cup uh, cup of tea rồi chúng ta xem trong từ điển chúng ta có không nha. rồi đây uh, đây uh, cup of tea nè rồi uh, không phải cái mà ai đó thích ha rồi và dưới đây người ta nói nè uh, không phải là cái phong cách của tôi rồi, không phải là cái phong cách của tôi. Rồi, nhưng mà cái trong cái phần mà ví dụ các bạn và cái phần mà cái cách sử dụng nè, các bạn thấy là lúc nào nó cũng có not hết nha. Rồi, lúc nào nó cũng có not hết các bạn. Nếu mà không có chữ not á thì các bạn sẽ chọn nha. Còn đây các bạn, uh, lúc nào bạn thấy nè, đây not really my cup of tea không phải là cái uh, phong cách của tôi đâu. Rồi, tóm lại là câu B, bạn bỏ thầy luôn. Bởi vì nó phải có từ not. Rồi, vì vậy à, còn câu D các bạn Rồi, câu D là piece of cake à, Các bạn hay nghe nói rằng, người ta hay nói rằng piece of cake các bạn Rồi, a piece of cake là something, một cái gì đó rất là dễ để làm nha Rồi Thì ở đây các bạn chọn thầy câu D nha Rồi, câu số 8 các bạn chọn thầy câu D Rồi Walk of life là nhiều loại công việc khác nhau nha. Trương Amsterdam nha. Rồi, Walk of life có nghĩa rằng nhiều loại công việc khác nhau. Rồi, nhiều tầng lớp khác nhau. Còn cái từ Cup of Tea em, thì chúng ta phải có từ not Rồi, à, mới nó mới mang ý nghĩa rằng Style nha. Còn trong trường hợp này, à, bắt buộc chúng ta phải chọn là Piece of Cake. Bởi vì chúng ta không có nhiều lựa chọn ở đây. Ở đây có nghĩa rằng à, là cái mà nhiều cái tuổi teen hay làm các bạn. Rồi, đúng rồi, hãy đăng nha rồi nói tới nhiều tầng lớp địa vị xã hội khác nhau chính xác rồi đăng nha rồi thầy cảm ơn đăng nha rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 9 nha tất cả các quốc gia trên thế giới đã làm cái gì đó các bạn rồi để mà xử lý à, sự ấm lên của toàn à, ấm lên à, của toàn cầu rồi ấm lên của à, trái đất các bạn ha rồi trong câu số 9 này à, các bạn có cái từ made đây các bạn từ made rồi, uh, các bạn có cái từ courage can đảm ha, rồi nghiên cứu mục tiêu, nỗ lực, rồi tóm lại trong câu này uh, chúng ta có cái từ make effort các bạn, rồi, uh, rồi nỗ lực, ở đây là làm mọi nỗ lực để mà tackle, để mà xử lý nha, rồi để mà xử lý cái việc mà ấm lên uh, toàn cầu các bạn. Rồi câu số 9 các bạn chọn thầy của D rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha rồi đúng rồi anh Hoàng nha rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo là câu số 10 cô ấy sẽ hand in các bạn rồi hand in chính là submit các bạn là nộp á. rồi cô ấy sẽ nộp cái bài thesis là cái bài luận ha của cô ấy ha rồi rồi cái bài rồi cái bài mà để mà tốt nghiệp các bạn rồi cô ấy sẽ nộp cái bài luận của cô ấy ở đây các bạn thấy nè ở đây là tương lai nha rồi tự nhiên khi xài quá khứ các bạn bỏ đi nó không có hợp vị thì các bạn rồi nó không có hợp bị thì nha rồi tự nhiên chỗ đây cũng quá khứ luôn thầy không dịch nhưng mà thấy quá khứ thầy bỏ luôn khỏi khỏi tính tới đây quá khứ hoàn thành các bạn dục luôn rồi chỉ có thể là câu a và chúng ta đã học các bạn và chúng ta đã học ha ở đây thì tương lai nè và các bạn có cái từ as soon as nè rồi bạn có từ when rồi, bạn có cái từ until, bạn có cái từ till, rồi, till đây các bạn, rồi, à, vân vân nha, rồi, vân vân, once, vân vân, thì bạn sẽ sử dụng cho thầy là thì hiện tại đơn, thì chỗ này nè, hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành. Tóm lại là bạn sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành nha. Rồi, thầy thấy rằng à, bạn Vũ Ngọc Sao Ly Trương mặt anh ha, rồi, bạn Thế Bảo nè, các bạn làm rất là tốt nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 11 nha. Là à, có một cái nhu cầu rất là lớn nè à, cho khẩu trang. Rồi, đây chính là mask là khẩu trang các bạn. Rồi, từ cái sự bùng nổ ha. Outbreak, sự bùng nổ của cái đại dịch. Rồi, của đại dịch ở đây là phải không? Rồi, trong câu này các bạn. Trong câu này chính là câu hỏi đuôi nha. Rồi, câu hỏi đuôi thì các bạn xem nè ở đây là thì gì à, tóm lại đây là khẳng định các bạn rồi đây là khẳng định mà phía sau khẳng định bỏ hết đi rồi bỏ hết đi cho nó dễ các bạn rồi đây thì chỉ có a với c thôi và chúng ta có d hết đây chính là hết and d rồi à, chúng ta sẽ chọn của a nha rồi chúng ta sẽ chọn của a rồi thấy các nhi bạn làm rất là tốt nha rồi các bạn làm rất là ổn đây rồi các bạn sẽ qua câu số 12 hai thì ở đây câu số 12 bạn thấy hardly, barely, rồi scarcely. Rồi. Rồi những cái này chúng ta học hoài rồi ha. Rồi ngay khi thì các bạn, ngay khi thì hardly, barely, scarcely cộng quá khứ hoàn thành đảo ngữ ha. Cái này quá khứ đơn đảo ngữ sai rồi. Còn ở đây người ta cho chúng ta từ quen. Rồi từ quen các bạn bỏ luôn cái từ no sooner bởi vì no sooner là đen ha. Destination B2 chúng ta đã học cái phần này rất là kỹ rồi nha. Rồi tóm lại các bạn chọn câu này cho dạ thầy. Là ngay khi anh ta phát hành cái đĩa video music thì nó trở thành uh, số 1 trending video on YouTube. Rồi có nghĩa rằng uh, cứ mở lên là thấy nó hiện nó nó xuất hiện các bạn. Trending có nghĩa rằng nó xuất hiện rất là nhiều. Rồi câu số 12 các bạn chọn cho thầy nha. Rồi rồi uh, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn Rồi chúng ta sẽ qua tiếp theo Là câu số 13 Thì mọi người muốn để mà kết bạn với anh ta Bởi vì Rồi anh ấy là cái sinh viên à, Học sinh thân thiện trong lớp của anh ta Thì ở câu số 13 các bạn Rồi câu số 13 Đây là một cái câu người ta kiểm tra chúng ta Về so sánh ha Ở đây các bạn có cái từ friendly À, các bạn có cái từ friendly nha rồi thì các bạn sẽ chọn thầy của c nha rồi thì thấy khá, khá, khá nhiều bạn làm làm rất là nhanh nha rồi khá khá nhiều bạn làm rất là nhanh rồi rồi câu tiếp theo các bạn câu tiếp theo và ra rất là chuẩn nha câu số 14 nhiều ứng cử viên kỳ thi đã mất điểm số của mình đơn giản các bạn họ không đọc câu hỏi đúng rồi đơn giản họ không đọc câu hỏi đúng ở đây bạn có một mệnh đề rồi bỏ bớt các bạn làm các bạn cứ bỏ bớt các thầy nha rồi cứ elimination à, nhiều vô rồi tóm lại ờ à, từ từ rồi bỏ câu b và câu a nha rồi b của a các bạn tóm lại câu c và câu d thôi thì câu d hộp nghĩa nha bởi vì chứ không phải dù cho các bạn rồi các bạn làm khá ổn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Là câu số 15. Ở đây các bạn có cái từ uh, scholar là học giả nha. Rồi câu số 15. Rồi câu số 15 các bạn sẽ chọn chữ gì đây? Câu số 15 dễ sai nha. Câu số 15 là khá dễ sai các bạn. Vì sao thầy nói là dễ sai? Thì câu số 15 này người ta yêu cầu các bạn điền vô một động từ nha rồi có nghĩa rằng người ta yêu cầu các bạn là chia thì á, rồi người ta yêu cầu các bạn là chia thì, rồi đây các bạn là chia thì ha, rồi rồi các bạn quan sát phía sau nè, ở đây nó đã có động từ các bạn, rồi ở trong câu mà nếu như mà có hai động từ thì một một động từ phải được rút gọn ha, rồi một động từ phải được rút gọn các bạn, rút gọn thành verb in à, từ từ Uh, rút gọn thành was in các bạn nha. Nếu chủ động rút gọn thành v3 nếu bị động nha. Rồi, đây. Chỗ này các bạn sẽ điện thầy là no, các bạn nha. Rồi, nếu viết đầy đủ các bạn thì các bạn sẽ viết là who. Uh, who uh, was. Rồi, who was các bạn. Rồi chúng ta bỏ who was đi, các bạn sẽ còn nominated nha. Rồi, các bạn làm khá 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 nhanh nha. Rồi, các bạn làm khá nhanh. Rồi các bạn tới câu 18 luôn rồi một cái tổ chức quốc tế được thành lập để giúp đỡ trẻ em từ cái gì đó tầng lớp lao động này các bạn rồi từ tầng lớp lao động ha à, để đi tới trường đại học các bạn rồi để đi đến trường đại học thì ở câu số 16 này à, các bạn có cái từ foundation ha là sự thành lập nè Rồi sự thành lập các bạn hoặc là cơ sở ha à, hoặc là sáng lập nha Rồi sự thành lập cơ sở sáng lập rồi, các bạn có cái từ Circumstances, các bạn à, chính là hoàn cảnh nha rồi hoàn cảnh nè Rồi à, các bạn có cái từ background rồi background có nghĩa là uh, rồi background uh, có nghĩa rằng rồi cái từ background này rất nhiều nghĩa các bạn rồi có nghĩa rằng uh, sơ yếu lý lịch nè Rồi hoặc là cái hoàn cảnh gia đình các bạn rồi ở đây là điều kiện ha thì câu số 16 các bạn bỏ cho thầy câu A và các bạn bỏ cho thầy câu câu D nha. Rồi câu số 16 các bạn. Uh, rồi các bạn bỏ cho thầy câu A, các bạn bỏ cho thầy câu D nha. Rồi sao sao Tom ơi, sao 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 Tom. À, uh, Tom, Tom, nói gì Tom. Rồi câu số 16 các bạn sẽ chọn cho thầy là cái từ background các bạn nha. Rồi, background ở đây có nghĩa rằng uh, cái hoàn cảnh gia đình, Ờ... Uh, Working class các bạn, có ba mẹ làm công nhân Ý là vậy ha Rồi, còn cái từ circumstances này các bạn Rồi nó cụ thể hơn Rồi ở đây chúng ta cần một cái từ uh, chỉ chung ha Rồi chỉ chung hơn Phù hợp với cái từ working class này các bạn nha Rồi chữ này hơi khó dịch chút xíu các bạn Chúng ta hiểu rằng uh, Ở hoàn cảnh nè Rồi, Tóm lại là ở hoàn cảnh Rồi Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 17 nha Rồi, câu số 7 các bạn rồi câu số 7 đây bạn thấy rằng Had it not been for Rồi nếu không vì Nếu không nhờ các bạn Rồi nếu không vì Nếu không nhờ Rồi à, cái sự cam kết rất là mạnh mẽ của cô ấy với công việc các bạn thì cô ấy cái gì đó à, giám đốc khi cô ấy 30 tuổi ha rồi à, khi mà các bạn gặp câu ít à, dấu hiệu ít loại 3 nè thì các bạn quan sát nha nhiều khi là ít loại mix các bạn ít loại kết hợp giữa 2 và 3 À, tuy nhiên chỗ này bạn quan sát thấy đây là động từ quá khứ đơn. Chắc chắn rồi, không thể nào là loại à, miss được. Không thể loại miss thì các bạn chọn câu C thầy nha. Rồi, 17 các bạn chọn thầy câu C. Rồi, tóm lại là câu số 17 các bạn chọn thầy câu C nha. Rồi, à, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. là câu số 18. Rồi, bạn có biết teenager là cái à, cậu bé, cô bé tuổi teen rồi được thưởng cái giải Nobel Prize Hòa Bình cho cái công cho cái tác phẩm xuất sắc của cô ấy ha rồi về cái sự hòa bình của thế giới trong năm 19 không rồi ở đây động từ các bạn ở đây động từ rồi ở đây động từ thì các bạn thấy rằng ở đây Who's nè ờ uh, now trước Who's, now hai now hai của now một ha rồi chúng ta gặp rất nhiều các đề thi chuyên anh rồi which là vật chúng ta bỏ đi các bạn rồi hôm cộng s cộng v và who thì cộng động từ Lưu ý cho thầy cái từ hu hôm này các bạn nó vẫn cộng được đối động từ nha. Rồi tuy nhiên có từ hu này các bạn ưu tiên cái từ hu này cho thầy. Rồi tóm lại là bạn ưu tiên câu D cho thầy nha. Rồi thực chất thì hôm nó vẫn cộng được các bạn nha. Rồi à, nhưng cứ động từ có hu các bạn cứ chọn cho thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi câu số 19 nha. Rồi số 19 này các bạn. Rồi thì tôi nghĩ rằng uh, social distancing các bạn là cách ly xã hội nha rồi tôi nghĩ rằng cái việc cách ly xã hội thì cần thiết trong một nỗ lực để mà contain chính là control các bạn nha rồi contain chính là control rồi uh, chứa đựng hoặc là control là kiểm soát các bạn nha rồi kiểm soát cái sự lan tràn của covid 19 rồi cái gì đó đây Cách ly xã hội nên được khuyến khích bởi chính phủ ha. Đây, lưu ý cho thầy không có câu nào dư nha. Rồi, không có câu nào dư. Ở đây người ta cho các bạn cái câu này nè. Mang ý nghĩa là uh, đáp án chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái câu này. Rồi, rồi tôi nghĩ rằng thì bạn sẽ chọn cho thầy cái câu nào mà đồng ý nha. Rồi, ở đây câu B. Uh, tôi không thể make sense of that các bạn make sense of là hiểu nha rồi make sense of tôi không thể hiểu điều đó nó không có hay ha tôi không nghĩ đó là một ý tưởng ý, ý tưởng hay rồi à, cái khúc này nói đồng ý các bạn mà đây không phải là một ý tưởng hay nó không phù hợp nha rồi câu D các bạn là tôi không uh, get what you mean tôi không hiểu các bạn nói nó cũng không phù hợp luôn rồi I uh, you can say that again câu này chính là you can say that again các bạn có nghĩa rằng I completely agree with you nha là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo là câu số 20. Rồi, những cái vấn đề này nhận được cái sự chú ý này các bạn. Rồi đây là sự chú ý nha. Rồi là danh từ. Trước danh từ thì các bạn sẽ điền cho thầy, trước danh từ thì các bạn sẽ điền cho thầy là tính từ ha. Rồi thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ gặp là Compound bao nào các bạn rồi thì consider các bạn consider nó có hai tính từ một là considerable và consider nha rồi lưu ý thầy thì các bạn có cái từ consider á chỉ tính cách nha là ân cần chu đáo các bạn rồi ân cần chu đáo câu này người ta nên cho là chỗ này là considerate và ở đây là considerable thì mới làm khó các bạn nha còn câu này cho thế này là quá dễ các bạn. Rồi tóm lại các bạn chọn chữ Considerable là đáng kể nha. Rồi những vấn đề này nhận được cái sự chú ý đáng kể vào thời điểm này. Thì nó rõ ràng rằng không có gì uh, được cho là miễn phí các bạn. Rồi không có gì mà được lấy xem như là ngẫu nhiên á. Rồi ý là vậy nha. Chúng ta có check something for granted. Có điều gì được xem là ngẫu nhiên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Bạn nào không hiểu câu nào thì hỏi thầy nha. Thầy sẽ giải thích lại các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua phần sửa lỗi sai các bạn. Rồi đây. Rồi, ở đây các bạn, ở đây thì các bạn có 5 lỗi nha. Rồi, đầu tiên người ta kêu bạn là identify rồi và bạn correct nó nha rồi identify và bạn correct nó và ở đây các bạn người ta đã ví dụ cho các bạn nha đây bạn ghi dòng máy à, mistake sửa nha đi thi là các bạn sẽ làm như vậy nha rồi còn ở đây thì thầy sẽ sửa trong đây luôn rồi thầy sẽ sửa trong bài này luôn các bạn nha rồi chúng ta sẽ không có ghi dòng máy dòng máy như nha chúng ta sẽ làm luôn rồi làm bài các bạn rồi rồi sự đe dọa của toàn cầu ngày càng tăng đối với vấn đề kháng cự các bạn. Rồi à, đề kháng của thuốc kháng sinh. Rồi có nghĩa rằng sử dụng nhiều quá nó lờn luôn các bạn. Rồi ý là vậy nha. Rồi ở à, đây là chủ đề. Rồi thì ở đây các bạn có cái từ antibiotics có nghĩa rằng thuốc kháng sinh. Và cái danh từ này người ta thêm S các bạn là số nhiều nha. Có nghĩa rằng những cái thuốc kháng sinh rồi, happy bin, đúng rồi các bạn. Rồi, lưu ý cho thầy cái ví dụ chúng ta là chữ này nè. Có nghĩa rằng máy à, mấy khúc này là đúng hết. À, không 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 sai. Rồi. Rồi, thuốc kháng sinh đã và đang là một trong những cái câu chuyện thành công của nhân loại các bạn. Lưu ý cho thầy nha, bạn thấy nè, ở đây success story, bạn nào chọn chỗ này, success full là trật lớp nha. Rồi, lưu ý cho thầy, ở chúng ta có là success story bạn nào mà điền sổ sách full story thì chật lất thầy nha chỗ này không sai nha rồi để thầy thầy bỏ đi cái vàng rồi tóm lại là rồi thầy bỏ đi cái vàng đây tóm lại chỗ này nè là đúng rồi nha không sai bạn nào mày rồi ở đây a hundred of year một trăm năm rồi chỗ này là sai nè ha ở đây ta sửa lại các bạn là hundreds of year nha rồi hàng trăm năm rồi bởi vì có chữ ọp nè các bạn rồi rồi tiếp các bạn thì chịu trách nhiệm cho việc là bô nè cứu sống hàng triệu rồi cuộc sống nè của hàng triệu bệnh nhân rồi và vì à, sự giúp đỡ những nhà khoa học các bạn để mà thực hiện những cái bước khổng lồ rồi trong lĩnh vực điều trị phẫu thuật và y khoa rồi à, điều trị lĩnh vực và y khoa rồi tiếp các bạn nhưng thành công này À, phải có một cái giá của nó ha nhưng thành công này sẽ có một cái giá phải trả nha thì ở đây à, các bạn chọn thầy từ have này nha bởi vì cái từ success này là số ít thì các bạn rồi chỗ đây sẽ là has các bạn nha rồi lưu ý thầy à, mấy cái phần này các bạn sẽ coi sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ nha rồi cụm giới từ nè các idiom à, các word patterns à, kết hợp rất nhiều điều nói thì vậy thì rất là nghe vậy rất các bạn rất là sợ nhưng mà các bạn cứ làm nhiều bài tập mới dễ nhận ra nha làm nhiều bài tập các bạn mới dễ nhận ra Không thôi, các bạn sẽ nhìn cái nào cũng giống như cái nào các bạn Rồi, sự kháng cự ngày càng gia tăng Rồi, của nhiều loại vi khuẩn nha Rồi, của nhiều à, thực thể vi khuẩn nè à, Với cái ảnh hưởng à, chữa bệnh của thuốc kháng sinh Là một cái vấn đề à, Cái mà Rồi, bạn thấy nè Ở trong câu này À, có vấn đề ha Rồi đúng rồi Tom nha Rồi đúng rồi à, à, rồi, rồi đúng rồi nha Rồi thấy thằng Thảo Phương nè Vũ Hoàng Tom nè Rồi ở đây các bạn a concern Các bạn chọn cho thầy uh, Chữ quýt này nha Bỏ nó đi Chọn cho thầy thành chữ đáp nha Rồi Rồi à, Đến nỗi ha Nó được uh, Người ta chú ý tới Còn đây các bạn có cái từ In some quarters các bạn Rồi In some quarters À, trong một vài một phần tư à, cái cụm từ này các bạn có nghĩa rằng nhiều người chú ý rằng rồi nhiều người chú ý rằng các bạn rồi nhiều người chú ý rằng nha rồi như là cái sự đe dọa lớn nhất à, với cái sự tồn tại à, liên tục của chúng ta trên thế giới rồi và chúng ta đã trở nên rồi chỗ này thôi thầy làm nhanh nha rồi các bạn có từ bị nè, ở các bạn có từ bị các bạn có cái từ stay nè ha, rồi từ get nè các bạn, ở sim thì các bạn sẽ cộng cho thay là tính từ nha, rồi tóm lại các bạn chọn cái này, các bạn sửa cho thay uh, cái từ carelessly này thành cái từ careless các bạn nha. rồi ba lỗi rồi các bạn, rồi nó nó được tranh cãi, nó được lập luận nè, không chỉ uh, trong cái sự phụ thuộc của chúng ta các bạn. Rồi không chỉ cái reliance Rồi tóm lại là công câu, câu tiếp theo Các bạn có cái từ reliance Rồi chúng ta hãy xem Relies on nó sẽ đi với giới từ gì nha Rồi ở đây chọn cho thầy là chữ in đi nè Các bạn sửa thành chữ on cho thầy Rồi dựa vào cái fix này Rồi lưu ý thầy nha Fix này không phải là không phải là sửa chữa gì đấy hết các bạn Fix này chính là thuốc á à, các bạn nói rằng cho một tép một tép các bạn một tép heroin chính là fix nè chính là một tép heroin rồi tóm lại ở đây relies on on một cái thuốc nhanh chữa bệnh nếu chúng ta cảm thấy slightly nè hơi hơi under the weather là bị bệnh á rồi chúng ta học rồi ha chúng ta viết câu chúng ta gặp cái cụm từ này hoài rồi rồi nhưng cũng mà à, chọn những cái thuốc kháng sinh đang có sẵn rồi sử dụng chúng không phù hợp rồi không theo cái chỉ dẫn được kê đơn rồi cái liều lượng được kê đơn rồi trong câu này bạn nào quan sát thấy à, bạn nào quan sát thấy à, rồi có bạn trả lời rồi bạn trương amsterdam nha rồi đây các bạn bạn nào quan sát khúc à, này sẽ làm được nè rồi đầu tiên nhưng cũng trong check rồi nhưng chủng con taking rồi phải using rồi ha các bạn làm nhiều mới dễ để ý nha rồi phải not rồi chỗ này à, chọn cho thầy là for the Win rồi như thầy đã phân tích nha đây chỉ là cấu trúc song song verb in verb in verb in luôn các bạn rồi rồi ở đây các bạn có một cái cụm từ nè À, chúng ta có cái từ grief to các bạn là gây ra và điều này đã và đang gây ra một hình thức siêu vi khuẩn các bạn. Rồi, một loại vi khuẩn mà à, có khả năng chống lại thuốc à, cái việc điều trị kháng sinh à, một cách dễ dàng. With ease là dễ dàng. Rồi. Rồi các bạn hãy à, các bạn điểm danh lại năm lỗi nha. Một là have thành has, bỏ từ with thêm that Đây là careless rồi, đây sẽ là rely on. Rồi, đây sẽ là FOLLOWING. Rồi, các bạn sửa lại cho thầy. À, như vậy nha. Rồi, bạn nào xem chỗ nào không hiểu thì có hỏi thầy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua à, phần à, chúng ta sẽ qua phần phần word form các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua phần word form. Rồi các bạn. Rồi đây. Phần word form đây. Rồi, câu số 1 các bạn sẽ điền chữ gì ở đây? Rồi câu số 1 các bạn sẽ điền chữ gì ở đây nha Rồi chữ gì các bạn Rồi câu số 1 rõ ràng là bạn sẽ điền một danh từ Rồi các bạn có cái từ friend Ở đây là friend là danh từ các bạn Rồi bản thân nó là danh từ Các bạn có cái từ friendly, uh, friendliness Cũng là một danh từ các bạn Rồi các bạn có cái từ friendliness uh, Cũng là một danh từ nha rồi các bạn cũng có cái từ uh, friend rồi friendship rồi tóm lại cái câu số 1. các bạn chọn cho thầy nha là friendship này các bạn rồi friendship nha thầy thấy các bạn à, nhiều bạn viết đúng nha rồi rất nhiều bạn viết à, đã, đã làm đúng câu số này đây chính là tình bạn tình hữu nghị các bạn nha rồi tiếp các bạn rồi bạn tuệ minh bạn vũ ngọc bạn khuê phạm bạn thảo phương bạn nguyễn anh bạn thành nam nha rồi à, vân vân rất nhiều bạn nha rồi câu số 2 các bạn rồi câu số hai à, chúng ta có là general lee uh, general speaking các bạn nha là nói chung á rồi nói chung ngược với nó là particular lee rồi ở đây là general lee uh, speaking rồi tóm lại đây chỉ là một cái cụm từ là nói chung rồi nói chung các bạn thì cái bản đồ minh họa sự thay đổi của cơ sở vật chất của khách sạn trong 10 năm. Rồi, trong 10 năm. Rồi, đúng rồi nha. Rồi, đúng rồi Tom nha. Đúng rồi Nguyễn Anh nha. Rồi, đúng rồi Tuệ Minh nha. Rồi, bạn Ngọc đúng luôn. Rồi, tiếp các bạn. Câu tiếp theo. Rồi, câu số 3. Điện thoại di động Keep Us Entertained các bạn là giúp chúng ta giải trí và à, cái gì đó nè để mà xoay sở được các bạn. Rồi, uh, những cái nhiệm vụ quan trọng ha. Rồi, những cái nhiệm vụ quan trọng on the go. Rồi, các bạn có cái từ on the go chính là bằng với very busy các bạn. rồi thầy ghi bằng vậy thôi chứ uh, về nghĩa thôi các bạn nha. Rồi very busy. busy. Rồi đây, BC đây. Rồi chỗ này nha, chỗ này à uh, bạn nào mà điền chữ enable mà thêm d là trực lớp nha. Biết có bạn nào điền enable thêm d không? Không đúng nha. Bởi vì các bạn thấy á là entertain thêm d. Chỗ này bạn thêm d luôn là không đúng nha, không đúng các bạn. Trong trường hợp này enable là động từ. Vì sao động từ các bạn? Bởi vì ở đây nè, someone to do something nha. Rồi, ở đây chữ n này á n này chính là keep n enable. Rồi À, chúng ta sẽ sử dụng enable nha. Rồi, các bạn sẽ qua câu số 4 nha. Đây, câu số 4 đây các bạn. Rồi, nó thường được nói rằng thì chỗ này các bạn dịch chủ động nha. Người ta nói rằng thời niên thiếu các bạn. Thời niên thiếu là cái giai đoạn thời gian cái gì đó nhất trong cuộc đời của mỗi người. Rồi, các bạn sẽ chọn tính từ chắc chắn rồi. Ở đây các bạn có tính từ là joyless các bạn. Rồi, joyless và các bạn có cái tính từ là joy joyful đây joyful thì bạn sẽ chọn cho thầy là joyful nha rồi có nghĩa rằng vui vẻ nhất trên cuộc đời ha rồi thầy thấy nhiều bạn làm nhanh lắm nha các bạn làm khá, là nhanh ha rồi rất rất là ok nha rồi tiếp các bạn rồi chúng ta sẽ qua cái heo câu số 5 đây à, thế kỷ 20 là một cái thời gian trong cái thời gian mà nhiều cái gì đó được tạo ra. Rồi, có bạn nào điền chữ inventors không? Rồi, không có ha. Ở đây chúng ta sẽ không dùng inventor các bạn nha. Rồi, ở đây invention, nhớ thêm S cho thầy. Bạn nào mà không thêm S là chật lất nha. Đây, cẩn thận cho thầy nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo là câu số 6 nha. Rồi, số 6 đây. Rồi, chúng ta đã học destination C1, C2. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn tới unit số 4 rồi. Và ở trong đó thầy ghi rất là rõ luôn. Imagine, bạn sẽ có 3 tính từ nha. Một là imaginary. Rồi, imaginative. Rồi, ba là imaginable. Rồi, tóm lại là bạn sẽ sử dụng tính từ nào nó sẽ phụ thuộc vào nghĩa nha rồi nó sẽ phụ thuộc vào nghĩa đây các bạn rồi lưu ý cho thầy nha hardly đã là not rồi bạn không có in in ở đây nữa nha bạn nào mà in thì bỏ cho in cho thầy nha rồi bạn nào in thì bỏ cho in đi nha bởi vì hardly là đã là in rồi rồi thì ở đây các bạn imaginary là tưởng tượng một cách viễn vông không thật nha rồi tưởng tượng viễn vông không thật. Rồi imaginative là tưởng tượng uh, mang tính sáng tạo các bạn, mang tính có khả thi, có sáng tạo nha. Và imaginable là có thể tưởng tượng được. Rồi đây, rồi vậy thì chúng ta dịch lại chúng ta xem các bạn nha. Chúng ta dịch xem chúng ta xem, coi viễn vông hay là sáng tạo hay là có thể tưởng tượng được, có thể biết được các bạn thì cái thời đại kỹ thuật số đã mang về cho chúng ta rất nhiều tiện nghi cái mà dường như cái mà dường như khó có thể tưởng tượng được chỉ cách đây một vài thế kỷ thôi tóm lại bạn chọn cho thầy cái imaginable nhé rồi imaginable các bạn chọn cho thầy imaginable nhé rồi bạn nào imaginable thì phải đúng nha rồi imaginable rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo Ở đây số 7 nha Rồi đây Thì anh ta có một cái khiếu khôi hài Rất là good Rồi rất là giỏi ha Và anh ta à, tuyệt đối Rồi definitely là tuyệt đối là Chắc chắn là một cái nguồn cung các bạn Rồi một cái nguồn cung Của những cái lời đùa Rồi câu số 7 là một câu khó các bạn rồi, câu số 7 là một câu khó nha. Rồi, tại sao câu số 7 là câu khó các bạn? Bởi vì một số bạn rất dễ dàng sử dụng cái từ. Từ nào các bạn? Đây, một số bạn sẽ sử dụng cái từ is. À, do tịch nha. Đây, bạn nào dùng tịch là chất lất nha. Nếu mà tịch các bạn là kiệt sức nha. Rồi, nó mang ý nghĩa rằng kiệt sức các bạn. Rồi, một số bạn sử dụng là turbo rồi mang ý nghĩa là à, được sử dụng hết nha rồi ở đây các bạn thêm từ in cho thầy là không thể nào cạn kiệt được bạn thấy nè ở đây người ta ghi chúng ta luôn là in is supply rồi in is supply rồi tóm lại đây chính là in is supply rồi thầy biết đúng không để thầy xem nha nhiều khi thầy biết sai in rồi is à, à. rồi đúng rồi các bạn rồi thầy biết đúng rồi chữ này mới đúng nha bạn nào làm được chữ này rất là giỏi nha chữ này không có đơn giản đâu không có đơn giản đâu nha không có đơn giản đâu các bạn rồi rất dễ nhầm rồi câu số 8 các bạn rồi bởi vì à, chúng ta biết từ cái báo cáo tin tức hiện đại ngày nay rồi thì Uh, khi hoặc là bởi vì nha rồi chỉ bởi vì một cái điều gì đó xuất hiện trong báo in các bạn nó không nghĩa là điều đó là đúng rồi rồi tóm lại câu này đây bạn thấy rằng ở đây doesn't đây verb thì chắc chắn rằng chỗ này sẽ là một cái adverb nha rồi các bạn điền cái từ adverb cho thầy nha rồi các bạn điền adverb cho thầy rồi ở đây chính là uh, nest uh, search Uh, sa ri các bạn nha Rồi, các bạn điền cho thầy là lee nha Rồi, chúng ta sẽ dùng lee Là không cần, không có nghĩa là các bạn Không có nghĩa là uh, Nó thì đúng nha Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 9 đây Rồi, in-a-decent-to besides Rồi, uh, ngoài ra ngoài những trách nhiệm bổn phận, ngoài những bổn phận gì đó các bạn, thì pharaoh, rồ, rồi pharaoh rồ các bạn nha, rồi pharaoh có những cái trách nhiệm, uh, nghĩa vụ có trách nhiệm với uh, công dân, rồi trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm công dân, rồi như là làm luật, uh, thu thuế các bạn và quyết định, rồi và quyết định những cái điều cần được làm cho đất nước. Rồi tóm lại câu số 9 chúng ta sẽ cần điền một cái tính từ. Ở đây các bạn có cái từ religious nha. Rồi, bạn sẽ chọn cho thầy religious nha. Rồi, các bạn sẽ chọn cho thầy là religious các bạn nha. Rồi, religious các bạn. Rồi, chúng ta đã xong cái phần này các bạn nha. à ba phần. Thì bữa sau thầy sẽ hướng dẫn tiếp À, phần còn lại nha rồi thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha rồi thầy cảm ơn ủa còn câu số 10 hả à thầy sorry rồi thầy nhìn thầy tưởng 10 câu rồi thầy sorry sorry rồi câu số 10 các bạn rồi thầy thấy bạn tuệ minh là câu số 10 nè khi phẩm số mười thầy, thầy tưởng nó hết rồi thầy sorry cô ấy thường mỗi quan điểm các bạn với một câu chuyện thú vị để mà live uh, live up có nghĩa rằng làm sinh động cái bài giảng của cô ấy ha. Rồi, làm sinh động cái bài giảng của ấy. Thì ở câu số 10 chắc chắn là một động từ các bạn. Chắc chắn là một động từ. Rồi. Thì các bạn có cái từ example. Rồi, động từ của chúng ta à danh từ là tấm gương ha, tấm gương hoặc ví dụ ở đây chính là exemplify. Rồi, exemplify các bạn. Và à, bởi vì chủ ngữ chúng ta là she các bạn. Rồi, chủ ngữ chúng ta là she nên các bạn uh, chia động từ số ít cho thầy Rồi đây các bạn, rồi các bạn sẽ chia lại file thêm es nha. Ồ, oh. rồi thầy làm rồi, cảm ơn Tom nha. Thầy tưởng là à, xong rồi. Rồi chúng ta đã xong uh, phần này luôn rồi. Rồi sao đi chương file từ, từ nha. Thầy, thầy thấy các bạn viết từ file thì hồi hộp quá. Không biết thầy biết đúng không nha? Để thầy xem cái từ. Uh, is uh, exemplify. file oh, từ từ, có gì đó sai sai. từ nha. Từ đây. Rồi đây các bạn. Uh, sửa lại em thầy nha. Sửa lại em thầy nha. Is exemplify viết thế này các bạn. Oh man. Dễ sai các bạn thấy không? Rồi thì thấy rằng có gì đó sai sai thì exemplify. Rồi đây. Is file Rồi viết như thế này nha. Đây. đây. Đây 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 từ từ chờ xíu nha rồi à, em rồi hay... à, em hay am thầy ha rồi là sao của khoe ha em hay am rồi rồi đúng rồi thầy mới sửa lại nha khoe nha rồi vũ ngọc sửa lại nè à bạn các bạn sửa lại hết cho thầy nha rồi các bạn sửa lại cho thầy nha sửa lại cho thầy it's là chữ e nha rồi thầy chào tất cả các bạn nha rồi, sửa lại các bạn sửa lại sửa lại nha rồi sửa lại chữ e nha uh, thầy uh, thầy bỏ trên bay cho em lên nó tải em thầy uh, cho em pay thầy trên bay của thầy á vào comment á ráng đọc cái cái cái, cái hướng dẫn của thầy rồi thầy cảm ơn tuệ minh bye bye tuệ minh nha rồi thầy bỏ lên bay rồi uh, kẹp tóc ơi. lên nó tải em ơi ráng ráng tìm giùm thầy nha ráng ráng tìm giùm thầy rồi Nguyễn Hoàng còn hai tháng cố lên nha Rồi Rồi bye bye tất cả các bạn nha Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn Rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha Rồi chào, chào Nguyễn Đa Phương Rồi cảm ơn các bạn ha Rồi cảm ơn tạm biệt các bạn Rồi cảm ơn các bạn Rồi đây Rồi good night các bạn nha rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn ha. Rồi chào Vũ Ngọc nha, rồi chào Thành Nam, rồi chào tất cả các bạn nha. Rồi thầy off đây. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi chào tất cả các bạn. Rồi XO 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 đây. Rồi XO. Rồi xin chào tạm biệt các Rồi, các bạn.